Minh Sù tin chắc rằng là với một cái đoạn trích vừa rồi ngắn thôi, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đã cảm giác một phần nào đó đúng không ạ? Cảm giác nhiều nhất đó chính là diễn viên Ngô Kiến Huy. Tại vì là một diễn viên, là một ca sĩ, là một MC rất là thành công với nhiều lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Nhưng lần này thì Minh Sù tin chắc rằng là với cái vai diễn làm ảo thuật gia có vẻ là lần đầu tiên đóng đúng không Huy? Dạ vâng ạ, lần đầu tiên đóng ảo Lần thuật đầu tiên gia. đóng. Dạ vâng, cảm giác như thế nào? Chào tất cả các anh chị báo chí có mặt ngày hôm nay để dành cho em nhất ạ. Và cái lần đầu tiên ảo thuật gia này là một cái lần mà Huy cảm thấy là bị thử thách nhiều nhất, bởi vì là thời gian để em tập là ảo thuật là trong vòng 2 tuần. Và sư phụ của em đó chính là anh PT Magic, và đúng rồi, và anh kèm dạng là kèm 1-1, nhưng mà sau 2 tuần đó thì còn khoảng thời gian về nhà để mà tập luyện thêm ở nhà và tập luyện bằng bộ bài. Bộ Dạ. bài. Bộ bài đạo cụ chính, nhưng mà tập xong tốn tiền lắm, Sao vậy? tại tập xong rồi người nhà rủ chơi mà không Sao chơi vậy? không kỳ cũng đúng được, tại vì em rủ mọi người là vì em làm thật phải có người để em biểu diễn, thì em lôi mẹ em ra, rồi xong rồi lôi chị em ra Rồi. em biểu diễn, mà lôi ra rồi thì phải chơi, Thiếu người, không thiếu tay thiếu tay. em phải chơi tiếp, thế là tốn tiền, là cái Tết năm đó là em coi như là trắng túi, nhưng mà bù lại thì cái khả năng mà xử lý bài của em nó tăng lên một bậc khác. Dạ. Mình ảo thuật được đúng không? Thì rất là biến 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 rồi tắt biết luôn, biến 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 rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà mình thường nghĩ ra cái ảo thuật nó sẽ có rất là nhiều những cái trick khác nhau. Thì đúng rồi. Lần này thì người của Huy chỉ ảo thuật bằng bài thôi à? Có ảo thuật bằng một cái gì không? Biến từ 500 ngàn thành 500 đô chẳng hạn. Em đang tập cái chiêu đó, nó hoàn toàn biến mất không mà không biết ra. Nói chung là cũng nhiều chiêu lắm mà, biến bài rồi biến người, chẳng hạn như là biến anh Tuấn mất đồ. Biến liền được không mà tất cả quý vị có muốn xem không? Dạ không, trong phim thì có cảnh đó là mọi người sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cái body 6 múi của anh Tuấn, xong rồi còn rồi biến ra bông hoa tuyết nữa, rất là nhiều những cái ảo thuật trong cái bộ phim này. Đó là cái khía cạnh ngành nghề khác của Ngô Kiến Huy trong bộ phim này mà thôi, đó chính là ảo thuật. Thế còn bạn đồng hành thì sao ạ? Đã từng kết hợp cùng với rất là nhiều những người đẹp trong những cái bộ phim trước của mình, lần này thì lại kết hợp với nhà Phương, không biết là cảm giác như nào, thích không? Có Em vẻ có hơi chia sợ em có ha. chia sẻ sao không? Tại vì thật sự là khi mà em vô nhân vật Tùng á thì trong phim là rất là sợ nhân vật Phương, và ở ngoài đời cũng y chang vậy luôn. Tức là em thường là trong phim thì cũng rất là sợ Phương, bởi vì Phương nhìn chằm chằm vậy thôi, nãy cũng có dằn mặt em rồi là không có nói cái gì tin lời em nói, nhưng mà thôi tin hay không là tùy lòng hỏi thăm của quý vị. Nhưng Vậy nói đi, kể mà đi. nhưng mà thật ra thì ở ngoài Phương cũng rất là cá tính, cũng rất là hiền á, hiền khô hiền queo luôn á. Hiền sao nhấn dữ Dạ hiền mà tới nỗi diễn viên đều xa lánh hết, vậy? tại vì cổ lấy cảm xúc là đúng là nhân vật này luôn, tức là người bạn của cổ là cổ không chơi vai trong đoàn hết đó, trừ là gấu này thôi đó. Dạ tức là cổ bị đến độ mà không nói chuyện với ai luôn, nên cả đoàn phim được cái là xa lánh cổ. Xa lánh à, thương quá hàng chị Dạ. em phải xa lánh luôn đúng Để không? cho cổ lấy cảm xúc thật nhất có thể đó. Đó chính là cái chiêu của Nhã Phương thôi trong bộ phim này, chứ mình sự nghĩ rằng là Nhã Phương cũng rất là dễ thương và đáng yêu đúng không ạ? Còn anh Tuấn thì sao? Tính thưa tất cả quý vị, nhìn hai anh em tụi tôi bằng tuổi đó, hai anh em tụi tôi bằng tuổi, khen đó anh Tuấn, khen anh dặn dặn chính chạc á. Cảm giác của anh như thế nào anh Tuấn ạ? Cảm giác về cái gì ạ? Về Về buổi buổi sáng ngày sáng hôm nay à? Về buổi sáng hả? Dạ. Buổi sáng hôm nay rất là vui vì mọi người quan tâm đến phim Yêu Đi Đừng Sợ, quan tâm đến dự án của chúng tôi, và hôm nay được một bó hoa rất đẹp từ nãy giờ ngắm hoài Hôm nay đặc biệt sở thích mê hoa màu tím. Ok. Rồi, còn trong bộ phim này thì có thể bật mí cho các anh chị phóng viên được biết về vai diễn của Tuấn không? Trong bộ phim này không? Tuấn vô vài phút, là trước đó là bạn bè với lại Ngô Kiến Huy, rồi sau đó làm quản lý cho Ngô Kiến Huy, vừa là bạn bè vừa là quản lý anh em, rồi vừa coi về công việc với lại vừa coi về cái đời sống của Huy, dạy dạy Huy cái cách cô gái thế nào. Thấy là thấy fail rồi đó. Thấy phiên dịch thông qua một cái lồng kính như vậy thấy fail rồi đó. Đã bao giờ rơi vào cái trường hợp như thế chưa Tuấn? Chưa bao giờ đúng không? Chỉ có làm mai thì rồi. Làm mai là dính đó. Dính không? Dính dính dính. Được bao nhiêu năm? Hả? Được bao nhiêu năm? Mối tình đó đó trải qua được bao nhiêu năm?
mới chia tay rồi. Trời ơi, thôi tôi không tin vào ông Mai này nữa. Hai vợ chồng mới ly dị. Trời đất ơi, thôi thôi được rồi mọi người, hôm nay hãy tin Huy đừng tin Tuấn. Xin được trao cái mic cho. Nói về vai diễn này thì em không biết có phải là cái duyên không, khi mà em đi casting thì rất là thoải mái. Là hợp với vai ma đó hả? Dạ đúng rồi, khi mà anh Stefan gặp em lần đầu thì nói là em ơi thả tóc xuống cho anh coi đi, giống vậy nè. Xong rồi xong em đi casting vai này thì thường thường thì đi casting em rất là lo, nhưng mà vai này thì em rất là tự nhiên đi vô cast thôi. Ôi em giống ma tự nhiên luôn hả? Em ơi không cần cast luôn, em nước nhẹ qua cái là thấy liền luôn, vai lòi ra vai liền. Lẽ là có cái gì đó thì anh Stefan mới thấy em giống ma. Cái điều khó lý giải quá. Và bây giờ tôi hỏi anh Stefan, tại sao anh lại lựa chọn anh của chúng ta vào cái vai ma trong bộ phim này một cách rất là chớp nhoáng như vậy? Ông thực sự em mới nói thì có rủ em đi xem phim ma hay là xem kịch ma để mà em sợ, thì thường thường là em không phải là người sợ, mà là người rủ em đi sẽ là người sợ. Em không sợ ma, cho nên khi mà em nhận vai ma thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều, đó là không biết là đối với khán giả sợ ma thì sẽ như thế nào, và đối với một cô gái mà không sợ ma như mình thì phải như thế nào. Cho nên là anh Stefan cũng nói là ở cái này anh cũng hơi lo, thế là hai anh em cũng rủ nhau đi xem rất là nhiều phim ma để cho em học tập trở thành một con ma thực thụ, một con ma thực thụ. Ok, hy vọng rằng đóng phim xong đừng làm ma em nhé. Luca, dạ trước hết cho em gửi lời chào luôn rồi. Dạ. Anh chị thôi em ơi. Chào quý anh chị truyền thông báo chí có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Em chào anh Sù. Sao cái mi em tới em cái nó mắc nghẹn vậy? Chắc nói xạo đó em. Dạ. Dạ, anh hỏi em sợ ma không ạ? Ừ. Dạ em rất là sợ ma. Rất sợ ma. Xích xích ra giùm. Buka. Dạ em sợ lắm, và khi mà quay chung với hả anh á, khi hả anh hóa trang ma em không có dám nhìn, không dám nhìn và không dám lại gần luôn á. Xạo đó anh. Và cái cảnh mà xạo gì, cái cảnh mà hả anh nhắc ma em á, là em la rất là thật luôn á. Xạo đó anh. Ủa em lặp lại cho luôn được hả anh? La dằn mặt em đó anh. Không, em la thật thiệt, tại vì em sợ thiệt, em rất sợ ma. Không thiệt, mọi người ai cũng sợ em hết á. Với lại cái nét của hả anh nó giống ghê lắm. Không phải, tại vì hả anh đi tới đâu cũng im im hết á, không có ồn ào như anh em mình, nhưng mà em á, dạ, em ồn lắm không cả. Không có ồn ào mà cứ đi cứ lướt lướt lãng lặng vô đâu, mọi người tự nhiên cảm giác của cái dòng nào đang đứng đằng sau mình quay lại thấy hồn. Dạ hả anh rất là đáng sợ, cho nên là em quay phim chú hả anh là những cái cảnh mà hả anh nhắc em là em la thật, tất cả là thật. Và anh lúc đó anh Savin còn nói là tại sao mà em có thể giống như là một cái ra phát thanh, một cái ấy cứ mở lên là la, tắt là mở lên là la, một mỗi test tức hình như là lúc đó em la gần 10 test như một. Làm lại được không Buka? Dạ. Hai mở tắt, hai mở tắt, tắt tắt, hai mở. Hỏi anh ơi, thấy mọi người bình tai hết rồi, cảm ơn quá. Ồn, thật sự rất ồn, nhưng thôi bây giờ mình nói cái gì nó không ồn đi. Cái vai diễn này của Buka là sẽ là một cô gái rất là thích thể thao, trang ú mà rất thích thể thao, cho nên ngày hôm nay cái body cũng khá là chuẩn đúng không? Ở ngoài là thích thể thao thiệt không Buka? Dạ, ngoài đời thì em không thích thể thao cho lắm. Tại okay. vì mỗi lần mà khi mà em phải đi tập hoặc là em phải ăn kiêng gì đó là tại vì em mập, cho nên là em không thích. Dạ, em không thích thể thao, và nói chung là lúc mà em mập thì em mới tập thôi. Còn khi em ốm thì em không có tập, em cứ lười lắm. Định kỳ là em tập bao nhiêu lần một tháng? Dạ, một năm nay em chưa mập. Dạ, cho nên ok, ok. Em okay. chưa tập. Dạ, em rất là lười vận động thật sự. Cho nên là khi mà nhận cái vai này, khi mà của em cũng đều phải vận động và tập làm quen chứ một dụng cụ thể dục thể thao cả. Cho nên là khi mình vừa vận động mà vừa phải diễn á, em bị mất sức, có nhiều khi em bị hụt hơi á, tại không có quen á. Dạ. Rồi làm sao để vượt qua anh á? Dạ. Ăn nhiều vô phải không? Dạ không anh.
Có, thật sự là em chia sẻ ở đây luôn là trong cả đầu phim cũng cái phim cũng không biết là có một cảnh đó là em tập yoga, người ta tập yoga là người ta rất là khỏe. Không biết em tập yoga mà em vừa diễn cái em bị mệt đó, máu oxy em bơm lên não không kịp hay sao á, em bị xây xẩm mặt mày hết. Nhưng mà em không có dám nói, tại vì em nói thì sợ mọi người sẽ ngưng lại không quay nữa, và em sợ mọi người chê em là thiếu chuyên nghiệp nữa. Em không dám, em chịu đựng. Cái khi mình cắt để sửa máy hay sửa chỉnh đèn gì một cái là bắt đầu em ngồi em thở, em lặng lặng em thở, em ráng em thở thở để cho oxy nó lên não để bắt đầu em quay tiếp. Wow. Xây sẩm mà mình muốn xỉu luôn á, nhưng mà không dám nói. Dạ, chuyên nghiệp quá Buka. Dạ em chuyên nghiệp mà hơn là em chưa nhập viện. Đúng rồi, may quá đó em, mà một tràng pháo tay sự hy sinh nghệ thuật của Buka. Em ơi, thì chào tất cả mọi người sáng ngày hôm nay ạ. Nói chung là em thì cảm thấy thật ra khi mà nhận được cái lời mời casting cái vai của em hơi giật mình ạ. Tại vì em cũng không nghĩ là mọi người sẽ cho em có cơ hội casting một cái vai mà hình như nó không liên quan gì với những cái mà mọi người hay thấy em hết. Là gì vậy? Dạ anh có thấy em là vừa sang vừa đứng đắn. Dạ. Dạ con, sang. Em cảm thấy con người em ở ngoài là thanh lịch dịu dàng sang trọng đứng đắn. À không luôn, Huy anh nói Huy là à, không. Anh Huy anh nhớ nha. Không à, em có gì? Em có à, không riêng em anh có Huy là phải gật đầu, em anh Huy là phải gật đầu đấy chứ. Dạ tại vì thật ra em cũng không hiểu luôn á, cái lúc mà em nhận được cái lời mời của mọi người, em cảm thấy vừa mắc cười mà vừa rất là hứng thú, là em phải lập tức là em chạy lên liền, bởi vì đây là vai Diễm, là một cái cô mà thứ nhất là cổ hơi luống tuổi nhẹ. Dạ hơi nhẹ thôi chứ không phải là nặng như anh Tuấn. Mình chỉ có hơi luống tuổi thôi, nhưng mà cổ thì nói chung là cổ là một cái chuyên gia mà tư vấn về tâm lý, một người bạn của Trang, của Phương. Phương mà em thì thật ra thì theo em thì em thấy là cái lời khuyên của cổ rất là chất, mặc dù là mọi người thấy hơi tào lao đó, thì em thấy là nếu mà mọi người xem thì chắc là mọi người sẽ phát hiện là cô này nó nói chung là cũng mức bình thường không? Dạ cổ bình thường anh. À cổ bình thường. Em khẳng định là cổ bình thường. Thật sự ra anh nghĩ là cái vai quân sư tình yêu á thì cũng khó đó, thật sự cũng khó. Bởi vì là Ái Phương thì đã rất thành công trong những cái tác phẩm bằng âm nhạc của mình rồi, có thể là chia sẻ đến với mọi người quân sư cho mọi người về cái cảm xúc đó rồi. Nhưng trong phim thì là Phương phải là người diễn luôn. À thế là trong cái quá trình diễn xuất như này thì có kỷ niệm nào đặc biệt ấn tượng nhất của Phương không? Dạ thật sự thì so với tất cả mọi người ở đây thì em ban đầu em cảm thấy có một chút áp lực, bởi vì mình không muốn là mình cái việc mà mình không có cái kinh nghiệm diễn xuất mình sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người, cho nên nó cũng là một cái áp lực. Nhưng mà trong cái quá trình quay thì em hay quay chung, em quay chung với Puka và với Nhã Phương nhiều nhất, và hai bạn đã chỉ cho em rất là nhiều, thì cái tâm lý rất là thoải mái, và em không có nhiều thời gian quay chung với mọi người, nhưng mà những lúc nào đi quay cũng rất là vui. Một cái đoàn phim mà dễ thương nhất, dễ thương ơi là dễ thương, và dư năng lượng tăng động nữa, nói chung là rất là vui, và em ước gì là mình có thêm nhiều thời gian nữa để quay với mọi người. Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của diễn viên và đạo diễn của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Trước khi đến với cái vai trong phim này thì mang lại cho em những cảm xúc gì và có gì mới mẻ để em thu hút khán giả mà không có bị trùng lắp với những vai trước? Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho em. Cái điều rồi sắp bật đi cái điều mà điều kiện để mà em nhận cái vai này là nó em chưa có làm cái vai nào như vai này, là tại vì là cái vai quản lý người nổi tiếng. Dạ. Cái điều thứ hai là em rất thích cái ekip, nghe được là làm với Nguyễn Huy, với Giảm Phương, với Stefan, với lại trai HK, rồi này có Buka nhỏ em nữa. Em thì anh mới quen thôi. Em nhìn anh thôi mà anh sợ gì. Với lại là cũng rất thích là nhạc của Phương. Dạ. Thì nó tạo mai quá, tạo duyên cho em vô cái vai này. Dạ nó làm cái vai mới em chưa thể hiện bao giờ, còn cái kiểu mà nó đồng bóng kia thì có sẵn rồi. Ôi trời, hình như cái dòng đầu nói á chứ mình sao mà nói nên bắt nhốt MC nữa.
chắc để khán giả cảm nhận chứ em cũng cố gắng lắm để nó không có bị trùng lắp với bài kia. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, xin được cảm ơn chị rất